và như mọi người vừa mới thấy Mạnh thực hiện hai cú đánh đúng không ạ? Thì trong hai cú đánh này có một cú là Mạnh điều hướng ra góc xa của sân, và cú tiếp theo đó chính là cú dứt điểm. Và đây cũng chính là cái chủ đề mà ngày hôm nay Mạnh muốn chia sẻ với mọi người. Nghĩa là trong tennis phong trào ấy thì Mạnh nhận thấy rằng là rất là nhiều anh chị chúng ta chơi và chúng ta dứt điểm bừa bãi. Có nghĩa là chúng ta không phân định được thời điểm nào là chúng ta cần dứt điểm, ở vị trí nào là chúng ta cần dứt điểm và tư thế nào thì chúng ta có thể dứt điểm. Chính vì vậy nên khi mà chúng ta ra sức dứt điểm lung tung ấy thì nó sẽ dẫn đến một tình trạng là chúng ta hư nhiều hơn ăn. À, chính vì vậy nên là ngày hôm nay Mạnh sẽ phân tích rõ cho mọi người thấy là ở những cái tình huống nào, những thời điểm nào và vị trí nào trên sân thì chúng ta có thể dứt điểm, và những tình huống nào chúng ta nên duy trì sự ổn định cho đường bóng hoặc là điều bóng ra những vị trí khó cho đối thủ di chuyển. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Vâng, và như mọi người vừa mới quan sát thấy thì Mạnh vừa mới thực hiện một cú gọi là dứt điểm ở một cái vị trí rất là xa, có nghĩa là dưới vạch baseline cuối sân. Và kết quả là sao ạ? Kết quả là Mạnh đã đánh hư. Vâng, và đây là khi Mạnh thực hiện cú đánh này thì Mạnh muốn nói với mọi người một điều rằng là chúng ta phải hiểu về vị trí mà chúng ta có thể dứt điểm được ở trên sân. Có nghĩa là thông thường thì chúng ta có thể là do chúng ta chưa hiểu về vấn đề, hoặc là chúng ta có thể là coi những tay vợt chuyên nghiệp đánh, chúng ta thấy là họ dứt điểm rất là nhiều nên chúng ta cũng bắt chước theo. Nhưng thực chất là mọi người phải hiểu là đối với một tay vợt chuyên nghiệp thì kỹ thuật và cái thể lực cũng như là lực đánh của họ rất là mạnh. Nên là cái việc mà thi thoảng chúng ta sẽ thấy một vài trường hợp họ sẽ dứt điểm ở cuối sân, nhưng mà đây chỉ là một vài trường hợp xuất hiện trong trận đấu thôi. Còn hầu hết trong các trận đấu thì họ vẫn phải tuân thủ nguyên tắc là ở vạch cuối sân rất ít khi được dứt điểm, và đa phần là phải ôm vào sân rồi họ mới dứt điểm. Đó, thì khi mà chúng ta đánh như vậy thì có nghĩa là sao? Đánh xa như này ấy, để mà dứt điểm qua bên kia thì rất là tốn sức, tỷ lệ hư rất là cao, và cũng không thể nào mà chúng ta dứt điểm, rất là khó để chúng ta có thể đánh chết đối thủ ngay được. Chính vì vậy nên là trong trận đấu chúng ta cần phải phân định rõ ràng cái vị trí nào chúng ta có thể dứt điểm được. Đối với tennis chuyên nghiệp thì có thể là bước vào sân khoảng 2 đến 3 bước là có thể dứt điểm được rồi. Nhưng mà đối với tennis phong trào thì chúng ta nên bước vào sâu hơn, chúng ta phải tính đến chuyện dứt điểm, bởi vì lực đánh của chúng ta không quá mạnh. Và thứ hai nữa là gì? Khi chúng ta nếu như mà chúng ta ở cái vị trí quá xa như thế này thì chúng ta sẽ rất là khó để đánh những đường bóng mà có điểm rơi tốt. Đối với tennis phong trào thì chúng ta có thể là ôm vào 3 đến 4 bước thì chúng ta mới tính đến việc dứt điểm, hoặc là chúng ta có thể ôm sâu vào. Ví dụ như thấy bóng mà nó gần mà trên ô giao banh ấy thì lúc đó chúng ta mới tính đến chuyện dứt điểm. Còn nếu mà nó vẫn ở vùng xa thì chúng ta không nên dứt điểm. Đó là cái yếu tố đầu tiên. Ok, và vừa rồi thì Mạnh cũng đang vừa mới thực hiện một cái cú đánh, có nghĩa là cố gắng dứt điểm khi mà bóng nó quá thấp. Thì kết quả cũng như mọi người vừa mới nhìn thấy đó là Mạnh đã đánh hư. Bởi vì sao ạ? Ở với cái tư thế là Mạnh đang chạy từ dưới lên mà bóng nó thấp rồi. Thì khi hồi nãy ở cái ý trước ấy, Mạnh nói là khoảng cách xa gần, có nghĩa là bóng gần thì chúng ta sẽ tập dứt điểm. Nhưng gần ở đây có nghĩa là gì? Gần ở đây là quan trọng nữa là độ cao thấp của bóng. Nếu như mà cái tình huống mà chúng ta đã ôm vào sân rồi nhưng bóng nó quá thấp hơn so với lưới mà chúng ta vẫn cố dứt điểm thì như vậy nó lại là sai. Bởi vì sao ạ? Bóng thấp thì chúng ta phải đặt áp phê nhiều, và khi chúng ta đặt áp phê nhiều thì chắc chắn là cái lực bóng sẽ giảm đi, và nếu như khi mà lực bóng giảm đi thì chúng ta không thể nào đánh mạnh được, và như vậy thì không thể nào chúng ta dứt điểm được. Còn nếu mà chúng ta cố dứt điểm với những tình huống bóng gần lưới như vậy thì xác suất vào lưới rất là cao, hoặc là ra ngoài hoặc là vào lưới. Chính vì vậy nên mọi người cũng lưu ý là tầm bóng nào sẽ thuận lợi cho chúng ta. Khi mà chúng ta ôm vào sân rồi thì tầm bóng nó phải từ ngang hông trở lên, nó sẽ dễ dàng dứt điểm hơn. Còn tất nhiên đối với kỹ thuật chuyên nghiệp thì có thể là ngang gối trở lên là đã ok rồi. Còn đối với phong trào thì anh chị là từ hông lên tới ngực thì sẽ là cái tầm bóng dễ đánh nhất cho anh chị. Còn nếu như mà dưới đó thì chắc chắn là nó sẽ khó khăn hơn rất là nhiều. Vâng, và đó là đối với bóng tầm thấp. Vậy thì bây giờ nếu mà bóng tầm cao hơn thì như thế nào ạ? Bóng tầm cao nghĩa là từ ngực, từ vai của chúng ta đi lên. Thì đối với tình huống này, tùy theo kỹ thuật của anh chị. Nếu sẽ có những anh chị mà chúng ta sử dụng cái việc là chúng ta có kỹ thuật đánh bóng cao tốt thì mẹ không nói. Còn nếu nhưng mà hầu hết thì những anh chị trong phong trào thì cái việc đánh bóng cao của chúng ta là thường kỹ thuật chúng ta thực sự là chưa được tốt lắm. Thì chính vì vậy nên đối với những tình huống mà bóng cao mà kỹ thuật chúng ta chưa tốt thì chúng ta nên đánh đều lại hoặc là điều hướng thôi, làm sao cho điểm rơi bóng xa đối thủ, hoặc là bắt đối thủ di chuyển, hoặc là chúng ta sẽ đánh vào điểm yếu của đối thủ. Chứ chúng ta không nên dứt điểm, bởi vì những cái nếu như mà chúng ta cố dứt điểm thì đương nhiên nó là chúng ta dùng sửa đoạn của chúng ta để đánh thì đương nhiên là xác suất hư sẽ rất là cao rồi. Đó, chúng ta cũng cần lưu ý là thấp quá hoặc là cao quá chúng ta không nên dứt điểm. Miễn sao tầm bóng nó phải vừa sức của chúng ta và là cái tầm bóng mà chúng ta yêu thích, cũng như là tầm bóng mà chúng ta có thể sử dụng kỹ thuật tốt nhất thì lúc đó chúng ta sẽ dứt điểm. Vâng, và tình huống thứ ba mà chúng ta không nên dứt điểm và chính là những cái tình huống mà chúng ta không có chân trụ tốt.
À, có rất nhiều tình huống mà Mạnh thấy là anh chị chơi vòng rào ấy, chúng ta đã thấy khó quá rồi, chúng ta chạy với quá rồi, dẫn lên forehand rồi, hoặc là bị đối thủ đánh ra mang cá rồi, hoặc là kẹt vào người rồi, nhưng mà chúng ta vẫn cố siết bóng, cố làm sao đánh cho thật mạnh lại, cố phản kháng mạnh lại với cái vấn đề, cái tình huống đó, thì hầu hết là hư, chắc chắn là hư rồi đúng không ạ? Tại vì khi mà chúng ta không có được tư thế tốt, không có được cái vị trí trụ thuận lợi, không có được những cái điều kiện tốt thì chúng ta chắc chắn là chúng ta không thể nào tạo ra những đường bóng tốt được. Chính vì vậy nên là đối với những tình huống đó thì chúng ta nên giữ cái tư tưởng là chúng ta đánh đều lại hoặc là giữ bóng vào sân thôi là được rồi. Còn nếu chúng ta còn cố siết thì thứ hai nó sẽ có hai trường hợp xảy ra, một là sẽ gây cho chúng ta bị chấn thương, và hai là gì? Hai là bóng sẽ hư, chắc chắn chúng ta sẽ không đạt được những cái tốt nhất ở những tình huống tư thế như vậy. Vâng, và cái vấn đề cuối cùng đó chính là vị trí của đối thủ ở trên sân. À, nếu như đối thủ đang đứng ở một vị trí thuận lợi, chúng ta không nên thực hiện cú dứt điểm. Bởi vì sao? Ở vị trí thuận lợi thì chắc chắn đối thủ sẽ phản kháng lại được chúng ta, sẽ chịu được những cú tấn công của chúng ta và có thể là tấn công ngược lại. Còn nếu như mà đối thủ đang ở một vị trí bất lợi, chúng ta đã kéo được đối thủ ra khỏi xa phần sân và để chống phần sân bên này, thì có thể là đường bóng đối thủ đánh qua không quá dễ cho chúng ta, nhưng mà chúng ta vẫn có thể thực hiện dứt điểm. Bởi vì sao? Bởi vì lúc đó phần sân chống quá nhiều, chúng ta chỉ cần đánh đều, đánh không quá khó vào đó thôi, đối thủ cũng đã không thể nào đỡ được rồi. Đó là những cái tình huống mà Mạnh phân tích cái nào, cái trường hợp nào chúng ta nên dứt điểm và trường hợp nào chúng ta không nên dứt điểm để cho mọi người hiểu rõ hơn. Thì với những cái kiến thức này thì chắc chắn là chúng ta áp dụng vào những trận đấu sẽ rất là hiệu quả. Vâng, và hy vọng rằng sau khi xem clip này ấy, thì anh chị sẽ biết phân định được tình huống nào chúng ta nên dứt điểm và tình huống nào chúng ta không nên dứt điểm để chúng ta có được những cái sự lựa chọn tốt nhất trong mỗi trận đấu. Và anh chị cũng đừng ủng hộ đừng quên ủng hộ kênh bằng cách là nhấn vào nút subscribe, và bên cạnh nút subscribe sẽ có cái hình chuông nhỏ. Anh chị bấm vào đấy thì mỗi khi Mạnh ra clip mới thì YouTube sẽ thông báo về cho anh chị để chúng ta không bỏ sót cái video nào hết. Và sắp tới thì sẽ có rất là nhiều video thú vị chờ anh chị. Mạnh sẽ dành nhiều thời gian hơn để có thể thực hiện nhiều video hơn. Và nếu anh chị nào chúng ta có những câu hỏi, những cái thắc mắc và những cái chủ đề mà muốn Mạnh chia sẻ thì có thể comment dưới video này, Mạnh sẽ dành thời gian để thực hiện cho mọi người. Vâng, và nếu như anh chị có nhu cầu muốn tìm hiểu về các cái sản phẩm và những dụng cụ về tennis như giày vợt hay là trang phục thì cũng tiện, anh chị có thể bấm vào đường link m7sport.vn, Mạnh sẽ để ở dưới phần mô tả. Và chúc cho mọi người có một ngày làm việc tràn đầy năng lượng.